phép vi phạm nhé. Cho tay lái của người ta để tôi không như là người ta vi phạm như thế này. Không dừng xe không đỡ nhé. Anh ra người này vì bắt người này mới đâm vào nhé. Anh quay vào đi nhé. Cái này cực kỳ là xử lý. Bây giờ không có làm sao mà có những người vi phạm mà coi như là đi như thế lại giằng tay lái của người ta được. Đường thì đang đông, đường thì đang đông. Anh có đi làm sao đấy? Tôi chưa có đi làm sao đấy? Cái sự việc nó diễn ra vào sáng ngày chủ nhật vừa rồi. Hôm đó thì tôi có việc đi qua đường ngã tư Nguyễn Công Sắc và Xuân Thủy. Thì đi trước tôi thì có rất đông người và bất chợt thì trong cái luồng giao thông đó thì có hai anh công an chạy từ bên trong ra và các anh giằng vào xe một cái người phụ nữ và chị đi xe lít. Và tôi quan sát thấy thì chị này chị đi ở giữa làn và khá là chậm chứ không hề cũng không phải là nhanh lắm. Chị có mũ bảo hiểm, gương xe có đầy đủ và chị cũng không phải là có không, theo tôi nghĩ là không có cái hành vi chống đối với hai người công an đấy cả. Nhưng mà sau khi hai người công an túm vào cái tay lái và có tác động giật ngược lại thì chị đã ngã sóng xoài xuống đất và chị bị chấn thương ở chân, thậm chí là nằm dưới đất không dậy được, phải nhờ cái người đi cùng đường họ đỡ và họ mang dìu vào lề đường. Thế thì khi dìu vào thì hai bên cự cãi nhau, thì anh công an anh có nói là chị này chị sai luật và cũng không hề có cái gì hỏi han là chị bị làm sao đâu nhá. Và chị này chị khóc và chị nói là chị đâu có vấn đề sai gì đâu. Và chị ngồi đấy, các bạn thấy trong clip mình quay á, thì chị rất là đau đớn và chị khóc. Và mình là một người chứng kiến và mình cũng khá là bức xúc và mình cũng yêu cầu là hai công an giải trình tại sao lại giữa một cái làn đông người và người phụ nữ như vậy mà các anh lại tác động để người ta bị ngã như vậy. Nó làm cái rất nguy hiểm, đến nếu mà không phải là ngã mà vào chân mà tác động vào đầu đi cấp cứu hoặc là chấn thương sọ não thì cái hậu quả nó rất là nguy hiểm.